bóp vậy nè, em hàng nó dính vô cái này luôn cho anh luôn á. Vừa phải cái khách hàng kéo cái thằng làm cho mềm mại. Rồi hello anh em nha. Thì em Ý đang đi giao hàng cho anh Giang nha, ở ấp 3 sông Cầu Trảng Bom Đồng Nai anh em. Đó thì nãy giờ là sáng giờ em Ý đã đi cũng giao được mấy đơn rồi. Thì bây giờ vô cái khung cảnh ở đây thì em Ý là nhớ về quê hương á, nên là cũng quay một đoạn cái khung cảnh ở đường này để cho anh em mình theo dõi luôn ha. Đó thì chút nữa thì em Ý sẽ tới nhà anh Giang và em Ý sẽ giao cho anh Giang một cái con máy cassette sắt 355H chạy bằng dây Goro của Wintech anh em, với một con máy máy mic 250 Blast của Wintech ha, 1 kg không dùng khí. Thì anh em cùng theo chân em Ý để xem thử là giao hàng và cái test máy nó như thế nào cho anh em mình ha. Chà. Gắn cái cục dây như vô này. Vô. Ở cái đây nó có cái lỗ này nè, bỏ cái này vô. Có cái lỗ như vậy. Từ cái đó xỏ vô. Rồi bắt đầu mình sẽ mình dặn qua rồi á. Cái rắc là mình cứ gắn vô. Cứ gắn vô lên coi cái đảm nó nằm chỗ nào đây. Rồi mình cứ dặn lại, đó là xong. Rồi ở trước nè, nó có chế độ mic UE này, anh bật qua cái chế độ hàng mic nha. Đây này nó có cái chế độ mic UE này. Chế độ mic nè, bóp chế độ mic. Chập mát. Anh bóp qua là nó chạy ra. Đấy, cái cuộn dây nó đang chạy ra. Đây nè, cái cuộn dây nó đang chạy nè. Thấy không? Đó, cái cuộn dây nó đang chạy ra. Đấy, lúc mà nó chạy ra là anh tháo cái này ra luôn, hai cái này ra luôn. Đó, để nó dây nó vừa lòi ra chứ mình rút vô. Để cho nó phải kẹt cái nè. Cứ mic bật công tắc ăn từ chạy ra. Đúng rồi, giờ từ chạy ra. Còn ở trong này nó sẽ có một cái nút nữa này, có một cái nút màu đỏ đây này, là anh ấn thì để cho nó chạy nhanh hơn, cái nút đỏ này anh ấn thì nó chạy nhanh hơn này. Đó khỏi cần bóp cò là nó chạy, để cho nó đấy, nó đẩy cái dây ra nhanh hơn thôi. Đó anh Giang gắn cái này vô. Cái này thì nó dễ ăn ha, quen rồi, anh gắm chặt mát vô là hút thôi à. Cái sai đừng lúc cơ thiệt bảo hay cũng biết. Thơm luôn á chứ lúc này. Rồi bắt đầu là cứ bóp như là hàng á nè. Không cần đeo, còn phải đeo cái hàng thôi chứ. Nhưng mà có phụ kiện nữa là có bằng cái hàng nữa. Dạ có, khá đầy đủ. Đấy này em hàng cho anh Giang coi nè, anh Giang lại coi nè. Ừ, coi này mà tụi cũng được hả cha luôn. Đó, bóp kìa nè nhân anh, bóp kìa nè. Em hàng nó dính vô cái này luôn cho anh luôn á. Vừa phải cái chứ, khách hàng mà kiểu cái thằng làm cho mềm mại. Nó mạnh quá thì mình chỉnh nó nhẹ lại một chút. À vậy hả? Dạ, nó mạnh quá mình chỉnh nhẹ lại một chút. Ok ok. Được rồi đấy. Được rồi. Rồi con mua lên con ví dụ mình thấy thằng ăn que thì cái dây hàng mít cho nó dài vậy làm sao? Hàng mít là chút để tôi từ em chỉ lại cho anh. Để em hàng cho anh căng dính vô cái chân này vô cái bàn rồi luôn. Ok. Thẳng nó đang hỏi em hàng cho nó dính luôn. Anh lại cái chỗ đây nè. Mấy cái chỗ mà nó hở như vậy nè anh. Là mình để cái súng nó dài đây anh tí nha. Đây nó hở nè, anh thấy nó hở không? Rồi, hàng que là anh phải kiếm một cái gì đó anh đắp vô. Đúng. Đấy bây giờ hở là em đắp luôn rồi. Để ra đó. Dạ, đợi cái súng nó dài đây là đắp vô được luôn anh. Đắp lại cái khoảng hở đó luôn. Không, em nhắm lại luôn mà anh. Em test nhắm lại luôn. Dạ, không anh ý là mình bán rồi mình test để cho khách rồi người ta xài á nè. Cũng biết hàng sơ, nói chung là em cũng biết ở hàng á. Hàng sơ. Dễ hơn hàng quen nhiều, anh bóp cò mà hàng á. Đó anh thấy không? Em đắp luôn nè. Em đắp nó lắp luôn cái lỗ nãy hở nè, thấy không? Đó, cái lỗ nãy nó hở. Okay. Anh mà lấy mấy mài mài ra là nó đẹp. Đó. Nhưng mà hàng mic nghe có chắc như hàng quen quá. Ui giời, anh ngấu chắc lắm. Nó ngấu còn hơn hàng quen nữa nè. Hàng quen nhiều con máy mà nó yếu cái lỗ ngấu đâu có mạnh đâu. Phải xài mày lớn. Đó mẹ lịnh han dùng như được dùng cái. Đó thì lỗ mà cái đây đắp được luôn mà, lấy cái này đắp. Nó nên hàng đó. Rồi, cái đây anh muốn mà rút lại để hàng que nha anh, để nè anh. Cũng dặn cái này xuống. Dặn cái này xuống nè. Dỡ cái này rồi xuống. Rồi mình lấy cái tay mình rút cái cuộn dây này nó lại vậy. Nhớ là lấy cái kìm bấm anh bấm cái này đi một chút nha. Để cho nó khỏi cứng. Rồi anh rút như vậy nè. Để em mở ra cái đây ra. Đó, rồi anh rút lại vậy nè. Rút lại. Đó, lại vậy. Rút lại xong rồi cho nó qua cái khớp nữa nè, nó vừa qua cái khớp nữa là ok. Đó.
cái con máy đây là con máy này nó mạnh lắm, con máy đây của Mid 20 Plus mà nó mạnh. Đây này, anh rút cho nó qua, vừa qua cái khắc, nó có cái khắc trong này này, anh Giang nhìn nha, nó có một cái khắc đồng ở trong này, thấy chưa? Nó qua cái khắc đó là anh gắn cái này lại, đó, anh giữ nó lại trong này luôn, không cần phải cái gì cả, đúng rồi, vậy giữ này luôn, rồi, đã bắt đầu là mình gắn cái chẹp que vô, có nghĩa là để nó qua cái khắc đó là để cho nó khỏi tắm cái này thôi, đó, nè. Là anh đẩy cái kẹp que này vô này, đó là anh kẹp que hàng, bọc que chứ đồ hàng que nha, là hàng, dạ, đó là vậy thôi, đơn giản mà, đơn giản cực kỳ, do này dễ hàng, đây có phụ kiện đầy đủ nha, đủ sáp hàng, tính hàng, để sáp này để làm gì? Sáp này là có mấy cái bếp rồi anh, sáp này là mình mở ra khi mà anh hàng khoảng cỡ tầm 20 phút, 30 phút nó nóng cái đây này. Chấm vô, chấm trực tiếp vô là để nó bảo vệ cái chụp khí với cái bếp này luôn. Để cho nó giảm nhiệt đó. Đúng rồi, nó giảm nhiệt rồi nó bảo vệ, tạo cái môn hao một thời gian là cái này nó sẽ bị nóng chảy theo á, nó bị hư. Đó. Mà mấy cái đây nó rẻ mà, có mấy ngàn cái rồi, rẻ hơn mà. Được nha. Đó rồi còn mấy cái sách đây là nó dây cua dòng mấy. Ok. Tết ra nữa. Phụ kiện còn kiện có đầy đủ chứ. Tặng gì đâu, lôi ra cho anh xem luôn. Đây. Bếp cái hàng chụp khí. Rồi là đôi bao tay này, đôi bao tay cho anh này, đôi bao tay da lùn luôn. Dạ đúng rồi, cái này chống nóng tốt á. Nghe bảo da chấp khẩu châu Âu luôn. Không có đâu anh. Đây một cái kia góc nha, nó bị rớt cho nó. Kia góc này nha, okay. Kia góc thứ một cái kính đen bảo hộ này. Ok, kính tiêu chuẩn nhập đâu, Mỹ luôn. Một cái bút xịn. Dạ. Ok. Nó bình thường rồi. Đó, chắc là bút xịn không à? Khách hàng có hài lòng. Đây. Có cái to nè. Ok. Hồi sáng định chạy xuống ăn sớm á, mà đi nhiều cổ á. Đây quay cái đây luôn. Dòng đây là cái dòng dây dây cua loa nha anh em. Dây cua loa, cái dòng này là 355H ha. Tâm của nó mâm cao nè, dây cua loa máy chạy rất lên, công suất là 2600W ha, thương hiệu Nguyên Tát luôn. Dòng này thì anh em cứ yên tâm, cái độ đảo lưỡi của nó rất ít nè, độ đảo lưỡi nó rất ít. Dòng này cách cực mạnh luôn, anh em yên tâm ha. Khỏi ra nè. Thôi được rồi, em canh thủ luôn á. Chiều nay em đi về quê nữa. Nghỉ thôi sao về quê? Ý là bây giờ về chạy về ở nhà có việc gấp á, nên là chiều nay em đi bến xe Miền Đông, em còn đi về nữa. 4 triệu 4 giờ 9 qua. Ok, cảm ơn anh, cứ giữ lại đi. Em cảm ơn anh Giang nha. Anh Giang nhìn trẻ quá ta. Rồi. Rồi nha anh em, thì mới anh Giang cũng mới đưa tiền ha. Mới đưa tiền xong cái hai con máy đó. Thì cái con máy mít anh em à, thì hiện tại thì bên em ý cũng còn sót lại vài con á. Có nghĩa là máy cũng mới hết nha anh em. Máy mới hết nhưng mà nó còn sót lại đó. Thì em ý cũng bán giảm luôn. Ngày trước thì em ý bán là 3 triệu 3 một con á. Thì bây giờ em ý giảm còn 2 triệu 6 năm là 50 ngàn thôi. Một cây thôi. Đó. Còn cái máy cách sắt dây cua ro như hồi nãy mà anh em thấy là 355H á. Thì cái dòng đó thì bên em ý đang giảm còn là 2 triệu 3 một cây nha anh em. Dòng đó là 2600W thôi. Máy chạy rất êm. Dòng dây cua ro chạy rất êm. Mâm dày cho anh em mình. Đó. Dày cái mâm đó thì nó cao nha anh em, cao tầm 6 cm anh em ha. Đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua hàng cũng như là cần em ý tư vấn gì á thì anh em liên hệ với em ý qua số điện thoại là 0979597264 để em ý tư vấn một con máy nó phù hợp với công việc cũng như là gia đình xài cho anh em mình ha. Và nó cái chi phí là gọi là nó ít tốn kém nhất để cho anh em mình sử dụng nha. Rồi một lần nữa em ý xin chào anh em mình ha.